xin mời các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Kobe Nguyễn Gamer. Và chào sang thôi. What the fuck. Chúng ta đang tới một cái màn ha, di chuyển khá là thần thánh ở đây. Và chúng ta đang chạy ra với tốc độ 45 cây trước trên một giá tốc độ quá là robot. Cái lũ đạn đi lẹ mấy cái lá luôn. Và thì bà hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau với một cái clip là test về vị tướng Baron này. Mà tôi sẽ cầm Baron chip B. Và bạn hay bạn tôi, anh Hiếu, anh thứ bảy sẽ cầm Baron CB. Và chúng ta đang có những bạn hả, chào săn ở đây. Và chúng ta đổi chức thức quán và chống sân săn máu. Đủ đạn. Em rồi nha. Rồi nha. Rồi nha.
lên tí là chết nè. À, hết mana luôn nha. Đâu vậy? Không có chuyện gì xảy ra hết. Bay về, bay lên, chạy lên. Âm thật. À, còn chưa đi về nha. Dù vậy, áp lực lên, tôi cũng áp lực lắm à. Rồi nha, chạy hội nha, bắt lũ đã chạy luôn. Chạy hội là gì vậy ta? Chơi đó là sức mạnh mới của tôi nha. Lên luôn cái này cho nó khỏi hai đám luôn nha. Thì con CP nó phàm khó hơn con CP. Nhưng mà những người mà đánh đi CP thì sẽ có những cái cảm giác hơi phàm chủ ra. Thì hãy đánh CP nha. Vì đầu game nó khó phàm lắm. Lũ đã nó bay đâu vậy? Xin mẫu nha. Xin mẫu nha. Rồi nha, lên tí chơi luôn nha. Sợ luôn nha. Đúng sợ đó. Thế thôi.